Phan Mỹ Vân xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Lido Sài Gòn TV. Trong chương trình Đông y thời đại mới ngày hôm nay, Hoàng Mỹ Vân và bác sĩ Nguyễn Đức Cường xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một loại rau, một loại gia vị, đồng thời cũng là một dược thảo rất là quen thuộc trong đời sống của người Việt Nam chúng ta. Đó chính là cây hẹ. Và trước hết thì Hoàng Mỹ Vân xin trân trọng kính chào bác sĩ Nguyễn Đức Cường. Vâng, xin mến chào cô Hoàng Mỹ Vân và kính chào quý vị khán giả của Lido Sài Gòn TV. Như là cô Hoàng Mỹ Vân vừa nói đó, hẹ vừa là một cái loại rau có mặt trong nhiều món ăn của người Việt Nam, đôi khi là được xem như là một cái loại gia vị, và thưa quý vị hơn thế nữa cũng là một cái vị thuốc trong cái ngành đông y Việt Nam. Nhân nói về món ăn đấy thì không biết cô Hoàng Mỹ Vân còn nhớ là hẹ thường có mặt trong những món ăn nào? Mỹ Vân ăn hủ tiếu có nè. Chắc chắn rồi, cái đó chắc chắn rồi. Dạ, kính thưa bác sĩ, thì Mỹ Vân được biết là hẹ có mặt trong rất là nhiều món. Những cái món xào hồi nhỏ Mỹ Vân được ăn nè, hẹ xào với tôm nè, hẹ xào với lươn, hẹ xào với giá. Và trong các món cháo như là cháo hẹ, cháo hạt hẹ, rồi các món canh rau hẹ rất là thơm ngon luôn. Và cả một số món gỏi cuốn, đúng không? Gỏi cuốn thì cần có hẹ để cuốn cuốn lên, rồi để làm tôm cái mùi vị nhiều nữa. Đó là cái những món ăn mà rất là đặc trưng của người Việt Nam chúng ta. Cô vừa kể ra những món có hẹ, trong đó có món hẹ xào với giá là cái món mà tôi rất là thích. Dạ. Nhưng mà ít ai biết một điều là có một vài món ăn trong số đó cũng có thể được xem như là một bài thuốc. Ví dụ như là món hẹ xào chẳng hạn, thưa quý vị, nó có tác dụng trị chứng kém ăn này, chân tay lạnh này, mỏi lưng, mỏi đầu gối. Wow, vâng, hay quá vậy. Vâng, vừa ăn vừa là thuốc đó cô. Wow. Như vậy là hẹ đã có mặt từ rất là lâu trong khoa ẩm thực Việt Nam, cũng như là khoa dinh dưỡng đông y, phải không ạ? Vâng, đúng như là cô vừa nói. Mặc dù là cho đến nay thì thưa quý vị không ai có thể biết được là hẹ đó có mặt trong đời sống chúng ta từ lúc nào. Nhưng mà có thể nói là từ rất là xa xưa, hẹ đó có mặt trong những bữa ăn gia đình của người Việt Nam. Và không những thế, còn được dùng như là một vị thuốc nam chữa bệnh. Hẹ có nhiều tên khác, ví dụ như là cửu thái tử này, rồi khởi dương thảo này. Những cái tên này thì bắt nguồn từ Trung Hoa. Hẹ có tên tiếng Anh là garlic chive, tên khoa học thì gọi là Allium ramosum, thuộc họ hành và tỏi. Thưa quý vị, hẹ mọc ở nhiều nơi, miền cao nguyên, bình nguyên và miền Trung du. Nghe tên của Trung Quốc sao thấy nó hay quá bác sĩ ha. Vâng. Bác sĩ vừa nhắc nghe đến hoa. Đúng rồi. Bác sĩ nhắc đến cái tên khoa học của hẹ, như vậy thì hẹ cũng đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới rồi ha. Vâng, hẹ có mặt ở các quốc gia miền ôn đới thuộc Đông Bắc bán cầu. Ngoài trừ một vài loại khác mọc ở các quốc gia nhiệt đới như là Brazil, Chile và cả phía châu nữa. Vâng. Dạ. Nếu mà hẹ mọc ở nhiều nơi như vậy thì chắc Mỹ Vân nghĩ là có khác biệt chút xíu không? Có nhiều loại mà cô không ngờ đâu. Không ngờ nhiều luôn. Nhiều đến độ là người ta khó phân biệt luôn. Cho đến nay thì các nhà nghiên cứu thực vật học thường dường như là vẫn chưa đồng ý với nhau lắm về sự phân loại các loại hẹ. Nhưng mà đa số thì chấp nhận là có khoảng 750 loại khác nhau. Wow. 750 loại nhé. Và lại có một số khác là cho là có đến 860 loại hẹ khác nhau. Một số loại được trồng làm cây cảnh này. Phân loại thì nhiều đến như thế. Nhưng mà trong thực tế sử dụng trong khoa ẩm thực thì thưa quý vị, trên thế giới người ta chỉ dùng khoảng 12 loại mà thôi. Dạ. Vâng. Vậy thì cái sự khác nhau giữa các loại hẹ thường là ở điểm nào bác? Cái sự khác biệt của các loại hẹ đó là nó ở chiều cao của cây và cái kích thước của cái củ. Chiều cao khác nhau từ 5cm cho tới 150cm. Và thưa quý vị, củ hẹ cũng vậy. Khác nhau khoảng từ 2 ly, 2mm cho đến 10cm. Wow. Vâng, rất là to. Hẹ có mùi vị giữa tỏi và hành. Đậm nhạt, có khác nhau tùy theo loại, tùy theo giống. Nhưng mà chúng ta cũng xin nói thêm là lá hẹ và củ hẹ đều có thể ăn được. Dạ, vâng. Chỗ cái hẹ 150cm là cao, vâng, gần bằng Mỹ Vân dưới. Rồi. Nhưng mà bây giờ Mỹ Vân muốn hỏi bác sĩ nè, đến đây thì Hoàng Mỹ Vân muốn thắc mắc là đông y đã có nhận xét như thế nào về cây hẹ ạ? Cảm ơn cô. Theo đông y thì hẹ có vị hơi cay, hơi chua và có mùi hăng hăng, tính ấm. Tác dụng trực tiếp vào tỳ vị, can, thận và có những công năng như là bổ dương này, làm ấm tỳ vị, kích thích tiêu hóa, giải độc, hóa đàm, cầm máu. Và theo kinh nghiệm đông y thì cây hẹ có phẩm chất tốt nhất là vào mùa xuân. Lý do là vì thời tiết mùa xuân ấm áp, thích hợp với đặc tính của hẹ.
Vào năm 1765, tức là giữa thế kỷ thứ 18, thì có một quyển sách cổ viết về dược thảo đông y mang tên là Bản thảo cương mục thập di. Tác giả là ông Triệu Học Mẫn, có nhắc tới hẹ như sau. Rau hẹ là ấm nhất, có ích cho người nên ăn thường xuyên. Mà một quyển sách khác tên là Lễ Ký thì có nói đến khả năng trị đau lưng, trị chứng di tinh của phái nam và chứng mộng tinh nữa. Vâng. Thú vị của bác sĩ. Vâng. Mà Mỹ Vân, bây giờ Mỹ Vân lại muốn bác sĩ nói về cái công dụng trị liệu của hẹ một cách chi tiết. Có nhiều công dụng lắm cô. Trước hết là cây hẹ rất là dễ trồng. Ai cũng biết là đó là chúng ta thường xem là một loại gia vị, phải không ạ? Trong khoa ẩm thực của người Việt Nam. Tuy nhiên thì hẹ hàm chứa nhiều hợp chất thiên nhiên như là saponin, sulfur và các hoạt chất có tính kháng sinh như là auxin, odorin. Đặc biệt là chất odorin có khả năng chống tụ cầu và các loại vi khuẩn khác. Hẹ có nhiều sinh tố và có nhiều công năng chống vi trùng. Vì thế tác dụng rất tốt trong các trường hợp nhiễm trùng hô hấp và đường ruột. Nhân đây thì tôi xin liệt kê ra một vài cái công dụng trị liệu như sau. Thứ nhất là hẹ có khả năng trị cảm và ho do lạnh, thường dùng thường xuyên trong cái việc chữa trị cảm sốt, ho ở người lớn và trẻ em. Đặc biệt là với em bé đấy, thì hẹ là một cái phương thức an toàn nhất là khi mà cái việc chữa bệnh cho em bé bằng kháng sinh có những trở ngại. Cách dùng lá hẹ để chữa ho, cảm sốt thì cũng rất đơn giản quý vị. Chúng ta thái nhỏ một nắm lá hẹ sau khi đã rửa sạch, rồi mình trộn với đường phèn, rồi mình chưng cách thủy. Người lớn thì có thể ăn cả sắc lá, nhưng các em bé thì chỉ nên uống nước mà thôi. Trong trường hợp bệnh nhân bị cảm hoặc ho, do nhiễm lạnh thì nên cho thêm vài lát gừng vào chung với hẹ sẽ thấy kết quả mạnh hơn. Và chúng ta có thể theo một cái công thức như sau. Quý vị ghi nhé, 250g hẹ, 25g gừng tươi, 10g đường phèn và một chén sạch. Tất cả chúng ta chưng cách thủy từ 30 phút, tính từ lúc nước bắt đầu sôi. Và mình dùng từ 3 tới 5 ngày liên tiếp và mỗi ngày một lần thôi. Ngoài ra hẹ còn có thể giúp cho phái nam trong những vấn đề bệnh lý như là trị di mộng tinh của phái nam này, thì mình dùng từ 300 cho tới 500g lá hẹ tươi giã nát trong một cái lượng nước vừa đủ, rồi sau đó mình lấy cái chất nước cốt mình uống, dùng mỗi ngày một lần từ 7 tới 15 tới 10 ngày liên tiếp. Đây là một cái bài thuốc khá đơn giản và có những cái công hiệu trong trường hợp nhẹ. Tất nhiên là bài thuốc này cần phải gia giảm và có thể kết hợp thêm với các vị thuốc khác tùy theo tình trạng bệnh lý, tuổi tác, vân vân. Dạ, hay quá bác sĩ ơi. Ngoài ra thì hẹ còn có công dụng nào nữa không ạ? Còn cô, ví dụ như là trị bệnh xuyễn chẳng hạn, tại vì nó cũng tốt cho hớp mà. Đó là cái điều mà ít ai trong chúng ta biết, nhưng mà trên thực tế thì quý vị có rất nhiều người dùng thử công thức sau đây và đã có kết quả. Chúng ta có thể dùng 10g củ hẹ hoặc là 20g lá hẹ giã nát ép lấy nước uống mỗi ngày. Rồi chỉ đau cổ họng, viêm họng thì thường xảy ra vào mùa thu hay mùa đông. Mà nếu không may chúng ta mắc phải căn bệnh này thì xin quý vị cứ thử áp dụng công thức sau. Thứ nhất là mình giã nát 15g lá hẹ tươi với một chút muối. Sau đó mình hòa thêm 4 ounce nước rồi vắt lấy nước uống. Một ounce tức là khoảng 30cc đó quý vị. Và mỗi ngày một lần và chúng ta dùng liên tiếp 8 ngày thì sẽ bớt. Vâng, còn nữa chỉ táo bón. Quý vị có thể lấy hạt hẹ rang vàng, sau đó giã nhỏ và mỗi ngày dùng 2 lần, mỗi lần 5g, uống cùng với nước ấm. Rồi chỉ trẻ em đái dầm, trẻ nhỏ mà thường hay đái dầm đó, thì quý vị có thể dùng 50g gạo ngon nấu với cháo. Khi mà cháo đang sôi, chúng ta cần giã nát 25g hẹ trong một chút nước, rồi mình cho vào cháo. Và có thể dùng cái công thức này từ 1 tuần cho tới 12 ngày liên tiếp. Sẽ thấy kết quả. Wow, quá hay luôn bác sĩ. Yeah. Đơn giản. Dạ, Mỹ Vân cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Nhưng mà trong cái trường hợp hay đi tiểu đêm ở người cao tuổi thì hẹ có giúp gì được không ạ? Vâng, cái bệnh tiểu đêm tiểu nhiều thường gặp ở các cụ cao niên. Và tất nhiên là cái điều này ảnh hưởng tới tình trạng sức khỏe các cụ, làm rối loạn giấc ngủ. Tiểu đêm có nhiều nguyên nhân phải không ạ? Nhưng mà có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là rối loạn thần kinh kiểm soát sự co thắt của bàng quang. Thứ hai là rối loạn tỳ vị khiến khả năng hấp thu nước của đường ruột quá chậm, cho nên một phần nước uống có thể đã thoát ra ngoài trước khi được hấp thu vào cơ thể. Mà một cái công thức cổ truyền có thể được ứng dụng như sau.
chúng ta dùng lá hẹ này, dây tơ hồng xanh, rồi một vị thuốc tên là ngũ vị tử, rồi phúc bồn tử, rồi kỷ tử, rồi nữ trinh tử, mỗi vị từ 30-40 gram. Sau đó mình phơi khô, mình tán nhuyễn thành bột, mỗi lần mình uống 9 gram thôi, một ngày uống 2 lần với nước ấm. Wow, hay quá bác sĩ ơi, Mỹ Vân rất là thích luôn. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về những cái thông tin rất là giá trị vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm ngưng chương trình trong chút xíu thôi để giới thiệu tới quý vị một số cái thông tin thương mại của đài. Mỹ Vân cảm ơn cái sự theo dõi quý vị và Hoàng Mỹ Vân cũng như bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ quay trở lại ngay cùng với quý vị.